Và sau đây, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức kịch bản cải lương Tiếng Trống Mê Linh. Hỡi tất cả đồng bào hãy nghe đây. Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, thì tướng quân mời tất cả đồng bào về tề tổ trước đại hùng, chờ đến giờ nổi trống đồng, làm lễ tế cáo cùng quốc tổ. Nghe đây, nghe đây. Trời ơi, nghe cái gì, nghe cái gì? Làm cái gì mà tụ tập rần như vậy chứ? Có chuyện gì vậy gã chư hầu? Thái thú đã ra nghiêm định, các người không được tụ tập đông đảo như thế này. Nếu ai mà cãi lời hả, sẽ bị mất đầu như chơi đó nghe. Nhưng mà dân ta không thể quên ngày giỗ tổ được. Ông nhát thì lánh mặt đi, để dân chúng ở đây người ta đối phó. Trời, đất ơi, tôi nói không có được mà. Cái gì vậy? Lễ giỗ tổ Hùng Vương chuẩn bị tiến hành, sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Tổ
tôi hồ đồ hay là các người hồ đồ? Thái thú đã ra nghiêm lệnh, các người mà cãi lời hả sẽ bị mất đầu như chơi đó nha. Từ núi Nghĩa này đến chỗ đóng quân có thái thú không sao lắm, hắn có thể đem cả đạo quân đến đây. Bà nên ra lệnh cho dân làng họ tản bớt đi. Chị chắc tôi đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng đám bạn hãy hỏi ý của bà con cho chân đầu thấy rõ. Chị hỏi tất cả đồng bào hãy nghe đi, hôm nay chúng ta tề tụ trước đình hùng có thể bị giặc bắt, vậy đồng bào nghĩ như thế nào? Mất đầu cũng không sợ, mất đầu không sợ. Trời ơi, mất đầu còn gì đâu mà sợ. Định là thái thú Mã Tắc là đông quý sang cái đi nước mình, lệnh của chúng là lệnh của tôi làng, thì tại sao bắt dân mấy rằng khắp thi hành muốn chi? Đây là ngục lệ hàng năm dân chúng đến đợi trước là chiến ở gần hai sáng sớm hả, sao có một lòng bảo vệ cho con sông chứ không tất cả những người có mặt nào xa kê không cùm kèm kèm một giả truyền về đứng trên núi Nghĩa, chỉ như hình trang dối trên dài phù đinh, 99 con cùng một hương quay đầu, chỉ một con phán là bị em chết ngay. Tính cũ đương xưa để lại rành rành, ai người có mắt nên lấy đó làm gương. Thời ơi, tụi hết con đem so sánh làm sao so sánh với dối? Người ta gì mà so sánh với dối được hả? Dôi khác, người khác, quan quân cai trị còn khác hơn đó kìa. Tôi lo là chúng sẽ làm cỏ nhiều ngày nữa chứ. Chị, đội kỵ binh của Mã Tắc đang tiến về hướng đó này, em phi ngựa về đây cấp báo. Đó, tôi nói có sai đâu. Mã Tắc mà tới đây hả, gươm mà tuốt ra khỏi vỏ một cái hả, là chém. Thôi, không sợ thì lách mặt đi. Thì dân chúng ở đây người ta đó có lánh mặt phải lánh rồi, ngu sao ở đây? Ở đây người thấy thú quá hiện một cái là chết liền á, nghe thôi chú chắc ăn ông ơi. Ai mà rủ con không? Mời ông sơ rượu cái đã, uống rượu này mật nhỏ thành to, mật lên thành mật đầy. Thôi không uống nữa, đi chứ để hồ. Tôi không để tôi đi. Khoan khoan mà chứ hồ. Không đi được, đi được. Chứ hồ, chứ thôi, hồ. Em đừng đùa cợt nữa. Dạ thưa chị, em làm cho chứ hồ mắc cỡ bỏ đi xa, để em tiện báo cáo mấy điều cơ mật. Giờ gánh rượu này, em lén lối vào phương tiền biết chung hiện đang mất đồng. Tào Nguyên thì muốn an dân trong khi mà Tắc lại sai bao người. Xin quên là hắn tới nơi này hỏng thăm dò thực lực của chúng ta, rồi hắn sẽ ra tay diệt trừ. Tin tức thật là quý báu, ta mau vào trình giới tương quân để người sắp đặt kế mưu bảo toàn nghiệp cả cho sản danh đền hùng. Cụ Đô Trinh và bà con lo dỗ tổ, chúng tôi sẽ trở lại đây ngay. Hỡi đồng bào hãy nghe đi, giặc sắp đến đây, ngăn trở không cho chúng ta làm dỗ tổ. Cha đã có tập tục ngàn đời của chúng ta, dù có phải chết, chúng ta cũng quyết không để cho giặc tự ý hoành hành. Phải, dù có chết, cũng không cho chúng tự ý hoành hành.
Khoan, khoan, đợi lệnh ta, đợi lệnh ta. Tất cả lui. Mà đồ quý, không nên, không nên. Tao cũng thừa, lúc ở đại bản danh, ông cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại câu nói đó. Bây giờ đến đây ông muốn cái gì? Mà đồ quý quên đây là đền thờ của Hùng Dương sao? Đền thờ của Hùng Dương thì sao? Tao bất cần. Đối với bọn giao chỉ này, nếu ta không ra tay chém giết chúng đi, thì làm sao ta có thể trừng trị chúng được? Tôi nói cho ông nghe, thiên triều đã chiếm được giao chỉ này hàng trăm năm, sự chém giết không ngừng tay. Càng chém giết bao nhiêu á, thì chúng càng nổi lên chống lại bấy nhiêu. Theo tôi nghĩ, có thể ngồi trên mình ngựa mà lấy cả thiên hạ, chứ không thể ngồi trên mình ngựa mà trị cả thiên hạ. Đối với các bọn mang di này, phải ràng đầu nó như ràng đầu ngựa, buộc mũi nó như buộc mũi trâu. Cứ ràng, cứ buộc như vậy là phải ràng buộc chúng mà. Quân, đem dây thần đến cho ta. Cái gì dây thần? Thì ông bảo ta ràng buộc chúng. Đánh rắn là phải đánh ở trên đầu của rắn. Rắn đít đâu đây mà đánh? Thì sát. Thì sát. Thì sát đâu? Thì sát đâu? Dạ, thì Tôn Quân đang ở trên miêu tổ. Bảo gì thì sát là có mã đồ quý đến. Đi Phụng mạng. Đi lên. Trong tất cả các người ở đây, chỉ có thằng đó biết nói tôi sao? Khổng phu tử của Quy Quốc có nói rằng: ngô tầm ngô, mã tầm mã. Gã Chương Hầu tiếp chuyện với quý ngài như thế cũng là vì lẽ ấy thôi. Cảm biến lại, không đã. Hơn mà, thế Tôn Quân đến. Chẳng hay tao quân thừa và mã đô quý đem quân đến đây có việc chi chăng? Ông thì sách đó, ông có biết rằng lệnh của thiên tử cấm không cho tụ tập đông người, nhưng tại sao các ông không tuân lệnh? Dỗ tổ Hùng Dương là tục đệ nhà đời, là dân việc chúng tôi không thể nào lãng quên được. Nhưng trước đó các ông phải nhớ, lệnh của thiên triều là trên hết, có biết chưa? Mà đồng ý, tôi khuyên ông chứ đổ dầu vào lửa. Ở cương vị ông, nếu những người dân Quý Quốc bị bắt phải quên đi tổ tiên lặng miếu cõi bờ sông, trong kiếp sống tâm tối của cầm, có thể nào cúi đầu mà chịu nhục hay không? Thôi cầm cầm cầm, quả các ngươi thật là đồ gan, dám chống lĩnh vua lên lấp lời chiêu căn. Tổ tiên cõi bờ lặng miếu, các ngươi dám chống lại lệnh của ta? Tội ấy có mà chúng ta tận tốt đi lên mã đồ quý. Tâm suy nghĩ lại, tục lễ thờ của tổ tiên là tục lễ lâu đời của người dân. Tôi tưởng ngài cũng nên tha thứ để tỏ ra mình là độ lượng khoan hồng. Tất cả hãy nghe đây, ta tha thứ cho một lần này là lần thứ nhất nghe các người, nhưng nên nhớ đây là lần sau chốt, nghe chưa? Tốt nào, chúng ta mau quay bước trở về, vì trời đã xế chiều và ta còn điều bàn bạc ở trung dinh. Khoan, lệnh của thiên tử đã truyền, phải thu hết đồ đồng đồ sắt đem về Lạc Dương để xây cung điện. Nhưng tại sao chiếc đống đồng này các ông không dấn nạp? Tại sao đá dùng này chỉ còn có một cái đống đồng để tế trời đất chỗ tổ tiên, nhưng vậy mà các ông cũng định tôn thu hết cả? Tận tốt, mang trong đồng dây chích cho ta, không được động đến đâu vào của chúng ta. Cái mạng muốn của ông liệu có giữ được không? Ta cần giữ trong chứ không cần giữ mạng. Bây giờ muốn cái gì? Mà đồng quyền, ông lại nóng nảy nữa rồi. Đối với những người dân của chúng tôi, tại sao ông thích dùng tới gươm giáo vậy? Vì ta muốn chiến trống. Chiến trống đồng này không chỉ là nhịp tim của những người dân tụ họp ở đây không đâu. Bây giờ các ông định làm lộn với ta? Lộn hay không là do cách cư xử của ông đó.
ông tất cả đó. Khoan, mà đồ quý chờ đông rồi. Thì đại nhân, ngài là một trang tốt kiệt ở châu Diên, lẽ nào con xử cho yên, có đi đâu để đáng tiếng chuyện này. Con thấy cũng có lòng mơn ơn, còn phải tôi đến tặng nhà, tặng nhau báo một nhà để có lòng con kỳ. Tôi xin cảm ơn người, nhưng trong đồng là báo vật thiêng liêng của một quận châu Diên. Con ta quyết chiến đi cho bằng được, tặng tướng, mang trong đồng về chính chúng ta. Không, cuộc chiến không đi thì phải qua xác của con. Mà đồng quyết, hãy nhìn thái độ mọi người xem. Không, ta muốn ông phải tuân lệnh mang trong đồng dân nạn. Bằng chính đi với ta, các người sẽ nuôi mạng và nơi đây trở thành bình địa. Bình địa? Phải! Tổ tiên xưa có nhọc mới đúc nên trống đồng, gửi hồn thiên đất nước trong tiếng trống quái hùng, trong thúc trâu cày ruộng, trong gọi người đi săn, trong báo tin cướp giữ, trong số lệnh để quên mình. Đồ ta chỗ có rụng, giữ quyết bảo vệ trong đồng. Giữ trong bằng sức mạnh của đôi cánh tay này, giữ trong bằng đòn gánh đập quân cướp tan thay, giữ trong bằng ngợn sắc cắm giữa ngực rồi thành, đánh cho chúng cuốn gió dân mới được yên lành. Đánh đánh cái gì? Các người định tạo ra điều sắc báo à? Tô Thái Thu Đô. Tất cả trao! Kính chào Tô Thái Thú. Rất tiếc là Tô Thái Thú đến gặp lúc chúng tôi đang tiến hành lễ tổ. Xin Tô Thái Thú hãy miệng thứ cho. Mã Đô Quý, tưởng nghĩ khi nãy Mã Đô Quý đã nghe chúng tôi nói rồi. Thưa bà con trong họ, chúng ta quyết cử hành ngay lễ tổ. Cụ Đô Trinh, mời cụ hãy nổi trống đồng tế cáo cùng quốc tổ. Dạ. Khoan, đừng nổi trống. Xin cụ hãy chờ giây lát. Phu nhân, tại sao phu nhân lại? Ít ra cũng có một kẻ biết sợ quay trời như thi phu nhân đấy thì mới cứu được sinh mạng cho cả vùng này. Cận tướng, mạng trong đồng chạy dính cho ta. Các ông muốn định lấy cắp của chúng tôi? Ai cãi lệnh chết? Không được. Im. Ngươi cũng im. À, thái thú. Mã Đô Quý, khi có mặt ta nơi đây, chỉ có ta mới là người ra lệnh. Tướng lĩnh, thi sách vừa rồi cãi lệnh Mã Đô Quý tụ tập đông người định tế lễ gì, có phải không? Phải, vì dân chúng tôi không thể nào quên ngài dỗ tổ được. Tô Thái Thú, chắc tôi thường nghe nói điều gì hợp với đạo lý dù không ra lệnh người ta vẫn làm, điều gì trái với đạo lý dù có ra lệnh người ta vẫn không làm. Nay các ông dựa vào gương sắc giáo đàn ngăn cấm tập tục ngàn đời của chúng nhân là trái với đạo lý đó. Đạo lý? Đạo lý nằm trong tay của kẻ mạnh. Lẽ nào thì phu nhân không thông hiểu điều đó hay sao? Hơn 200 năm trước, Tần Thủy Hoàng có lẽ cũng nghĩ như thế. Xua 50 vạn binh xuống chiếm phương Nam, nhưng rồi cũng đem một thảm bại. Cao kiến thầy, nhưng có điều gì khiến thi phu nhân không tin vào đạo lý của ta? Chim cắt tuy bé nhưng có thể chống nổi con diều hâu lớn, quả cân tuy nhỏ cũng có thể nhấc bổng ngàn cân. Chim cắt quả cân đã biết vững chịu theo đạo lý, đó là chuyện trong vài cuộc phim tướng Tô Thái Thú ngài hỏi lặp đi. Chúng tôi là tiểu quốc, các ngài là đại bang. Nay các ngài xua quân xâm chiếm đất này thì các ngài nên lấy nghĩa nhân mà đối xử với chúng.
tử ta đã chết nhiều nhân, gương sắc bao nhiêu là thêm nhiều vũ lực. Phu nhân, đối với mối nhục nhường này, ta không thể phần phải trái lưỡi đâu. Thì đại nhân, tôi sẽ nóng lòng suy nghĩ thiệt hơn. Nếu không, Mão Dân sẽ nhượng đó ra mừng. Còn ta chỉ cần chiến trống đồng. Các người có chân đã quay công. Không! Cậu tướng! Tướng Cương Trần đi tới! Kẻ nào cãi lệnh chết! Quên! Tất cả đợi lệnh ta! Vừa rồi hạ tướng của bổn chức có điều không phải, xin thành thật cáo lỗi. Giờ quý vị cứ tiến hành cuộc lễ ngay đi. Bẩm thái thú, như vậy có nghĩa là sao? Không phải lúc nào cũng dùng vũ lực. Ngươi đàn bà này đáng để cho ngươi nhìn sợ đó. Điện lệnh ta, lui quân. Tướng lệnh. Tại sao nàng ngăn không cho nổi trống đồng? Tại sao nàng làm giảm khí thế của quân ta chứ? Nàng hãy nhìn kìa, đồng bạn, Cụ Đô Trinh, Trương Nhị, Thánh Thiên, tất cả đều phẫn quốc. Thưa phu nhân, nhà tôi đời đời sống bằng nghề lò rèn. 3 năm trước, chỉ vì rèn một con dao đi rừng đi phòng thu giữ, cũng bị Mã Trắc khép tội và đóng dấu trên trán này đấy. Điều đó chắc tôi được biết. Chúng ta nấu nước sắc đỏ dòng giữa trắng. Đông bạn nó nước sắc đỏ hơn xó dòng giữa. Lửa lòng tôi nóng hơn sắc đỏ, cho nên tôi không còn biết thịt da bỏng cháy. Hàng chữ trở thành ám ảnh đêm ngày để bước chân tôi đi khắp nơi làm kẻ trong nhà để quên được chuyện đau. Cô kẻ đã làm thân vô lệ, thế mà nào có tôi đây sẵn sàng liều thân để chống chẳng quy không thế nào chịu chung nhớ. Thì tại sao mà lại ngăn cản không cho? Hay là vì em có thấy giặc giặc hỗn tích tự lòng nhớ các phần thần. Nếu gì thì cũng chẳng xin ai đi tìm con ta lấy tiền của người nam cho đại nam giữ được trong lòng. Thì nỗi nhục này còn nỗi nhục nào hơn? Thôi thôi giấu che trách nhau cho lắm lời, việc đã lỡ rồi ta nên nuốt nhục là hơn. Không, chắc tôi không phải là người tham sanh quy tử. Việc sống thắng của riêng mình đã cắt bỏ từ lâu. Nhưng sống chết cũng phải làm sao cho có lời cả vàng dân. Thank you.
phạt tài ngăn không cho chúng tôi dụng đốc. Đó là đã nắm cả một ý đồ trọng đại cho mai sau. Hay, hay lắm. Đồng bạn tôi xin khâm phục. Đồng bạn, nước đã mất tránh sao được nhục. Đồng bạn đã cho chúng ta hiểu sâu điều đó. Biết nước hợp cảm làm sức mạnh. Chính lúc này ta nên nhớ lấy căm hờn. Đêm nay trong đồng sẽ yên lặng, như một ngày không xa, trống dục giả bước chân diệt thù. Phu tướng, giờ đây ta hãy tế cáo với tổ tiên, thề lấy máu mà rửa nhục. Phải, phải tế cáo với tổ tiên, thề lấy máu mà rửa nhục. Thưa bà con trong họ, giặc Đông Hán đã xéo về đất nước, nhục nào hơn nhục nô lệ hoài bang. Thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sương quyền. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu non sông. Xin thề, xin thề. Dạ nói đó. Không, ông báo là có điều cơ mật cần báo với ta. Tại sao con thân hành đến trung dinh ta mà cấp báo, lại hẹn gặp ở chỗ này? Dạ xin quận thừa tha thứ tội. Con sợ lân la tới dinh trung của ngài thì sẽ bị quân Thám Mã của Thi Tướng Quân nó để ý. Được rồi. Dạ. Những lời bộc trực của ông cũng chứng tỏ ông có dạ trung thành. Dạ. Ta tạm tha đó nghe ông. Dạ. Nè. Dạ. Xương sống ông có vấn đề hay sao mà cứ khòm khòm cố cố vậy? Dạ không phải đâu, dạ tại quận thừa múa nhiều quá em sợ nó trúng. À nếu biết sợ thì ta để xuống. Dạ cũng may cho ông là gặp ta, chứ bằng là mã tắc thì đầu ông rơi xuống là cái chắc. Dạ sao ạ? Ông cúi đầu như vậy hắn chỉ việc chặt thôi. Dạ bởi vậy em biết mã tắc là người rất là nóng tính, bởi vậy quận thừa ơi, bởi vậy cho nên em tìm tới quận thừa, bởi vì em biết quận thừa thương chúng em như là con của quận thừa, còn chúng em cũng coi quận thừa như là con của chúng em. Ủa cha kìa, mẹ cha, cha. Thôi, cấp báo gì thì báo đi, đừng có dài dòng chết. Dạ. Sau khi dỗ tổ Hùng Dương, bà Trưng tụ tập dân làng liên tập chiến cung tức khảo tồn lương. Chuyện đó ta biết rồi, ông không có chuyện khác để báo cho ta sao? Dạ có chứ, tôi muốn nói là trong đám người muốn nổi loạn kìa, không có thông thông lo, thu thập là con nhà thân khó. Nếu sau này có rừng trị chúng dân, xin nhớ tôi quan trường. Nếu như ông như cái mạng già thì phải nghe lời của ta. Nếu như quan trên khâu thì thân này là quyền thân chủ. Thừa đâu ta đâu có thứ gì, chỉ cần ông làm nổi đất cho ta. Tình thương như thế nào, ông bao liền tâm bao có đơn sai. Dạ tưởng chuyện gì chứ chuyện đưa tin vậy, chuyện đó em dư sức làm, miễn sao quận thừa. Bây giờ muốn đặt điều kiện với ta hả? Dạ. Muốn đặt điều kiện á thì hãy ngắt cái đầu để xuống rồi hãy nói. Dạ cái đầu nào? Cái đầu này nè. Dạ trời ơi. Quận thừa trăm lại quận thừa ngàn lại quận thừa. Thần thổ hại sát phàm là ở cái chỗ đó. Dạ. Nếu không giữ mồm giữ miệng tại có ngày ông sẽ mất mạng. Dạ đội ơi quận thừa. Khoan. Dạ gì nữa. Nằm im. Dạ nằm im rồi. Khúc này. Dạ quận thừa. Khúc này. Khúc không. Khúc
này là... Con này phải là một cái quan thật to mới được. Dạ quân thừa, em chưa muốn vô đó đâu quân thừa. Ông Nguyên cái gì vậy? Dạ quân thừa mới nói chặt khúc bỏ vô nồi. Ủa bỏ vô quan tài á? Không, ta chặt khúc ông bao giờ. Ta bắt ông nằm xuống á là để coi lại tướng số cho ông. Để ta chắc một điều á là ông sẽ làm quan to. Dạ quan to hả? Dạ quan to hả quân thừa? Ta vốn là nhà địa lý tài ba, mà hoàng đế phái ta qua phương Nam trấn áp những ngôi đất Phát Dương để ngăn ngừa hậu hoạn. Ta ngó thấy ngôi mộ tổ phụ nhà ông nằm trong mảnh phán thả bậc dân khôi. Thả bậc dân khôi? Thả bậc dân khôi? Có thứ ác ngữ thì làm sao phát được? Muốn phát được á phải triệt hạ nó đi á thì mai mới phát. Dạ thứ nào? Thứ nào quận thừa nó đi, em sẽ triệt hạ nó trong cửa đền hùng. Thôi em muốn thôi em giả luôn. Lẽ dĩ nhiên là ta biết nhà ngươi không bao giờ làm chuyện đó được. Dạ biết. Nè dạ. Nhưng hôm nay có binh của thiên triều rồi, lo gì chuyện đó không thành. Nếu muốn thành sự thật hãy đến dinh ta, ta sẽ giúp cho. Dạ đội ơn quận thừa. Đội ơn quận thừa đã giúp cho em. Dạ đội ơn. Dạ đội ơn. Dạ đội ơn. Như vậy là ta sẽ làm tư quan tệ tướng. Kẻ nào mà đụng đến ta thì kẻ đó sẽ nát thay thôi. Ai mua rượu ngon không? Nhỏ bán rượu nát đây thay. Ai mua rượu không? Cho nhỏ bán rượu nát thay trước luôn. Rượu à, kìa, Thiên Hầu, bữa nay em gọi rượu chắc bập lên cũng đầy, gan nhỏ cũng to phải không? Không được nói chuyện thịnh thượng với ta nghe không? Ta cho nàng biết, chỉ nay mai ta là phụ mẫu chi dân, lệnh của ta tất cả phải tuân hành. Nè, nếu muốn được giàu sang phú quý, hãy dịu dàng ngon ngọt với ông, nhất định nàng không có mất thần đâu đó nghe. Nè, đủ chưa mà ông có vẻ sai, hay mầu quan quyền làm cho ngất ngây? Không, khi làm quan ta sẽ chọn nàng về làm thư tiếp, nàng có chịu hay không? Ừ, ông nói ông làm quan hả? Ừ. Để coi quan gì vậy ta? À, quan gì vậy cả? À, thôi tôi biết rồi. Đâu? Dạ, em xin ra mắt ông quan. Ừ, vậy không mới được không á chứ. Mà quan đàn chi địa á? Trời, mặt ta về quan đàn chi địa hả? Chứ không chi địa chứ vậy. Ta sẽ làm quan võ tướng. Cái gì? Võ tướng hả? Ừ. Trời, ông nói ông là võ tướng hả? Mà giờ mới tướng không? Không giống tướng võ vậy trơn vậy? Rất tin. À, không được nói thịt thượng với ta nghe không? Nè, ông nói ông là võ tướng, chắc tài nghệ của ông cao lắm phải không? Ôi, không cao mà không thấp. Ta sẵn sàng hạ những người yếu đuối của ta. Hạ những người yếu đuối hả? Ừ. Vậy tôi là người yếu đuối đây. Ông có dám thử tài với tôi không? Dám không? Dám không? Khoan, để ta suy nghĩ lại cái này. Chết kìa, thần khổ hại sắc mà lỡ nói rồi sao mà chơi luôn. Ê, hồi nãy giờ ta suy nghĩ mấy miếng vỏ hồi kiếp trước, bây giờ kiếp này đem ra sử dụng rồi, chuẩn bị đi thủ nè. Trời ơi, ông thủ vỏ gì vậy? Tiên hầu hái quả. Tôi cho ông hái quả luôn. Lụm quả. Tiên hầu lụm quả. Chứ hầu ai? Ai chứ hầu à? Lụm quả gì vậy chứ hầu? Quả hầu với hấu quả. Thôi, ở đây chứ hầu lụm quả đi nghe. Tôi đi à. Rồi đấy. Đi trước đi chứ hầu. Đi bộ hả? Ở đây chứ hầu lụm quả đi nghe chứ hầu. Đi trước nha.